Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em phân biệt cùng Domino Real và Fake ha. Đây, cùng Fake của anh thanh niên mới mua qua đây. Cái Fake này á là gọi là Fake lòi luôn, chứ không phải là cái Fake 11. Có một cái loại nữa là Fake 11 thì nhìn nó còn đẹp hơn xíu. Đó. Còn cái này thì nhìn nó tệ, quá tệ luôn, nó tệ không tả được luôn á. Còn đây, review. Thì khi mà anh em mua cùng Real mà màu đồng á, thường thì nó sẽ full box rồi nha. Đây, full box hai cái miếng này. Cái này là đây, này là hai cái miếng đi theo nó. Giấy tờ của hãng nhé trong góc này. Đó, full hộp anh em ha. Domino. Đầy đủ thông tin trên này. Made in Italy. Đó. Cái này là cái hộp của cùng Real anh em ha. Rồi, còn đây là nguyên cái bộ cùng Real. Đó, ở trong này thì có mã số nha nha. Phía trong cũng khắc chữ Domino luôn. Đó. Cái nước sơn nó khác nhau một trời một vực luôn á. Đó. Bên này cũng vậy, cũng có khắc chữ Domino trong luôn. Đây, ở đây nó có tem cờ ba màu anh em ha. Đây, còn cái chữ Domino. Thì cái chữ Domino hạng này này, nó rất là khó bay màu ha. Chứ không phải là như mấy cái cùng ngoài chợ. Cùng ngoài chợ là anh em chạy mấy bữa là cái chữ này bay hết. Đó, đây là cái ống ga. Đây, mình sẽ để thẳng hai cái cho anh em phân biệt cùng xịn và cùng dởm này ha. Đây, hai cái. Thì nó khác nhau một trời một vực anh em thấy không? Hai cái này thì nó chênh lệch nhau quá nhiều. Nó thành ra nhìn phát là biết liền. Còn có một loại nữa thì nó làm cũng khá là sắc sảo anh em ha. Nếu mà nhìn sơ thì không biết đâu, nhưng mà nhìn cho mấy con ốc này. Chỉ có ốc mà ốc Domino hãng á thì nó sử dụng con ốc kiểu này. Đây, ốc này ốc hãng anh em ha. Đó, ốc hãng, tất cả ốc hãng của con Domino đã xài theo kiểu này hết á. Vừa 8 ly vừa có vặn vít cũng được. Đó. Cái này là cái ống ga là mua thêm để gắn vô thôi nha. Đó. Chứ trong hãng nó không có bán kèm nha. Đó. Khác nhau một trời một vực luôn. Đây, cái này là nguyên hộp của hàng hãng. Thông tin đầy đủ anh em ha. Thì khi mà anh em mua cùng á, thì nhớ để ý một số thông tin á. Nhưng cùng ở trong này coi nè. Đó, có chữ Domino anh em thấy không? Để mình coi cái cùng phách này có không. Không leo anh trời chứ. Đây mình mới tháo cái phách ra mình cũng hết hồn luôn. Trong này nó cũng khắc đầy đủ thông tin luôn anh em, thấy không? Domino luôn. Có điều nó làm không có sắc sảo thôi, nó làm thì gớm. Đó. Anh em thấy không, cái chữ Domino phía trong này. So với cái đồ zin này. Đồ zin là cái chữ này anh em thấy không? Made in Italy á, chữ nhỏ xíu nhưng mà rất là rõ ha. Đó. Thằng Fake nó cũng làm có luôn mới ghê chứ. Đó, em thấy không? Sợ chưa? Thì cơ bản với cái này có khuôn rồi thì nó muốn khắc chữ gì cũng được. Đó. Nhưng mà nhìn cái màu sơn làm quá tệ đi. Đó. Cũng là khác nhau một trời một vực. Đây, cái này là ống ga của hàng Fake. Đó. Cái này là ống ga của hàng chính hãng. Rồi. Thì giờ mình sẽ tiến hành gắn lên con xe này ha. Anh chủ xe cũng chịu chơi lắm. Bây giờ là lên trợ lực GS. Thì đây nha. Cái này là cái trợ lực GS anh em ha. Bên mình là có đủ màu luôn. Thì gắn trợ lực này vô á, thứ nhất á, mình sẽ làm một cái bát ở đây. Thay vì là phải khoan sườn hoặc kẹp sườn chỗ này á, thì mình kẹp vô đây thôi anh em ha. Đó. Rồi. Cái này là bát vô bên phuộc. Rồi. Thì cùng này á, thì đi cùng Domino anh em ha. Thì thường đi cùng Domino á, thì anh em sẽ bị mấy thầy ấy, người ta bỏ luôn cái nút mà stop này. Đây, cái nút stop này sẽ bỏ đi nữa ha. Đó, còn mình thì mình chế lại cho anh em luôn. Đây, câu lại hai dây bắt stop vô lại bình thường. Cái này câu tách mở máy. Đây, cái này là màu dây nha em ha. Thì hai dây ngoài này, dây trắng với dây cam này, dây đề này nha em ha. Đó, thì mình chỉ cho anh em luôn. Còn dây vàng và một sợi dây xanh này mình sẽ làm cái nút tách mở máy đây. Đó. Anh em mà không biết đó thì chỉ cần coi lại dây này là bấm là xong ha, mình dễ không có gì khó hết đó. Còn con bên này thì đang lên upside down tiếp. Bây giờ suốt ngày ăn với giọt upside down thôi.
Đó, làm upside down. Lên cặp phục upside down cho con này. Ổ khóa này tự chế, mài đây này. Mài chỗ này chứ xuống bên này. Đó. Vậy đó. À, thì bây giờ mình sẽ tiến hành ráp con này xong cho anh chủ xe ha. Xong chưa rồi mình sẽ review cho anh em coi chi tiết từ đầu đến cuối ha. Đây cùng riêu, nút bấm này ha. Bấm nó mượt vậy này ha. Đó. À. Rồi mình sẽ chỉ anh em cái cách phân biệt trợ lực cùng domino thật giả đây nha em ha. Bây giờ mình sẽ làm cho anh khách đấy. Rồi xong anh em ha. Cùng domino 2 dây màu vàng. Thì cùng này là giá hiện tại bây giờ là 2.1 triệu một cùng anh em ha. Dây ga thì 250 một sợi, cùng đề thì 950. À, bao giá cho anh em luôn. À, trợ lực cổ. Trợ lực cổ 2.7 triệu một cây anh em ha. Đây, gắn như zin luôn. Làm bát vô ngon lành cành đào. Đó, siết đơn giản, có gì bắt để dễ em đó anh em, bây giờ tự bắt được ha. Tháo dàn áo ra thôi. À, bắt kẹp vô vô sườn, cặp vô đây, không có khoan bọc gì hư sườn hết đó. À, rồi. Bắt trợ lực vô. Bên này kẹp vô trong phuộc anh em ha. Đó. Thì để mà kẹp phuộc được thì anh em tháo cái phuộc ra, nhét cái này vô xong là siết lại là xong. Khá là đơn giản. Đó, còn dây thì nãy mình chỉ cho anh em rồi đó. Cùng domino á, dây màu cam và dây màu trắng sọc đen này này là dây đề. Còn hai dây, một dây vàng và một dây xanh á là để làm tắt mở máy. Thì cái này mình làm tắt mở máy trực tiếp thôi anh em ha. Đó. Để anh em chỉ cần làm vậy là xong rồi. À, còn gì nữa không ta? Rồi xong rồi đó. Cơ bản là xong. Rồi. Cái này là đi cổ đây, cổ titan. Bây giờ anh em thắc mắc cổ titan lên màu thế nào này thì mình cho coi luôn anh em ha. Đây. Anh em thấy lên màu chưa? Lên mà không tê nữa thôi luôn á, từ nó sẽ lên hết khúc dưới này này, nhưng mà lên khúc dưới này thì cũng hơi lâu xíu, nhưng mà cơ bản sẽ lên hết đó. Thấy không? Màu lên tím ngắt lên đúng đẹp luôn. Đó. Cổ titan. Rồi. Cái này gần như là mình dọn xong cho anh trai này rồi ha. Đấy, nhẹ heo ha. À, vặn đúng cùng Gino mà. Cùng hãng vặn này khác liền. Cùng tắt mở máy, đề. À, đầy đủ hết. Thì anh em mà có nhu cầu dọn xe thì vui lòng ghé Trọng Tiến Shop ha. Hàng có sẵn. Anh em qua là dứt thôi. Rồi còn cái gì để hướng dẫn chỉ cho anh em nữa không ta? Cũng không có gì nữa. Vậy thôi. Cùng trợ lực bắt đây. Xiết ốc vô xong. 30 giây. Không có gì khó. Cùng domino cũng vậy, đo vô rồi canh cách dây là gắn thôi, khá là dễ. Rồi xong xuôi. Rồi xin cảm ơn anh em, có nhu cầu mua phụ tùng chính hãng thì vui lòng ghé Trọng Tiến Shop ha. Còn mua đồ fake thì em xin nhé, em không có bán đồ fake nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần tiếp theo.